Nguyên tắc số 1 trong nhà Meilin chính là luôn kính trọng cha mẹ vì đã hy sinh nhiều thứ để mình có mọi thứ, nên phải nghe lời cha mẹ. Nhưng nếu lòng kính trọng đi quá xa thì có thể quên đi lòng tự tôn bản thân. Nhưng may thay Meilin không bị như vậy. Từ khi 13 tuổi Meilin đã có thể tự lập, làm những thứ mà mình thích, kể cả lộn người ngoài đường dù cái kết muốn đội quần. Meilin nghĩ 13 tuổi là trưởng thành rồi, nói mấy cái câu như đời là bể khổ sẽ hợp hơn. Mới đến trường Meilin đã tụ họp hội chị em bạn gì, Miriam thực phẩm, Riza văn chương, và Abby cục xúc với cả thế giới nhưng lại dịu dàng với chúng bạn. Bộ tứ này đã sẵn sàng để thay đổi thế giới, bằng cách lấy điểm tuyệt đối của các môn học. Trong mắt người khác, Meilin là một người rất táo bạo và khó ưa, lập dị, một kẻ mách lẻo mọt sách. Biệt danh nào Meilin cũng chấp hết. Sau giờ học, Meilin phải lên xe trở về đền thờ. Nhưng đám bạn nhất quyết giữ Meilin để ngắm trai. Anh Devon ở cửa hàng tạp hóa chính là niềm mơ ước của ba đứa bạn. Nhưng Meilin thì khác, không gì có thể đánh bại được Fortow. Jesse học trường nghệ thuật, Roba ai biết tiếng Pháp, Te răng yêu động vật, cặp sinh đôi Aaron T và Aaron Z cũng tài năng. Nếu Fortow đứng thứ ai thì không ai được đứng thứ nhất. Nhưng mà vé đi xem Fortow tốn cả tỏi đô la lận. Còn Devon thì ngay đây lại còn miễn phí. Meilin chưa thông não mấy đứa bạn được thì tàu đến mất tiêu rồi. Dù hôm nay hội chị em rủ nhau đi Cara, nhưng Meilin vẫn một mực phải đi về dọn nhà. Đám bạn biết không giữ được Meilin, quẩy một bài rồi tặng cô bé đĩa của Fortow rồi cũng để Meilin đi. Vì cả ba biết rằng Meilin bị tẩy não dữ lắm rồi. Khác với Meilin bị bạn bè né như né tà trên trường, ở ngoài đời rất nhiều người lớn quý Meilin. Sau giờ học, Meilin đến đền thờ mà gia đình cai quản để giúp mẹ mình. Một cách để chứng minh mình cũng có trách nhiệm như người trưởng thành. Meilin như thường lệ khoe ra sấp bài điểm cao với mẹ khiến bà rất hài lòng. Minh Ly thắp nhang và xin tôn di, tổ mẫu đáng kính, hộ vệ thần gấu trúc đỏ dẫn lối cho mọi người, đặc biệt là Meilin. Sau khi khấn xong, hai mẹ con xong chổi hợp bích đi lau dọn đền thờ. Gặp mấy thằng trầu vẽ bậy thì xông vào solo luôn. Sau đó là dẫn khách tham quan đền thờ. Trong khi Minh Ly đang thuyết trình cho khách nghe, thì Meilin mặc bộ đồ gấu đỏ rực lửa phụ họa. Vậy là xong một ngày. Jin Lee ở nhà nấu bữa tối còn Meilin và mẹ ngồi xem phim truyền hình. TV giới thiệu show lưu diễn của Fortow. Meilin thì khoái trong khi Minh Lee không ưa nổi. Meilin không để mẹ biết mình là fan girl nên chỉ nói qua trên trường có mấy đứa thích. Minh Lee liền nhớ ngay đến đứa bạn kỳ dị Miriam khiến Meilin không vui. Buổi tối chỉ có thể vừa học vừa tự quẩy một mình, ngồi vẽ idol mà nhìn ra Devon của tiệm tạp hóa. Meilin cũng chẳng ưa lắm nhưng càng tả càng thấy mình bị nghiệp quật rồi, liền chui xuống gầm giường để trí tưởng tượng bay xa. Bất chợt Minh Ly bước vào, Meilin vội quá quên giấu quyển sổ, chỉ cầu mong mẹ không nhìn thấy nó nhưng cái gì càng sợ nó lại càng xảy ra. Minh Ly cầm quyển sổ lên xem và oh my god, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bà tưởng thằng trong sách thực sự làm vậy với Meilin. Sau đó Minh Ly nhận ra nam chính là ai liền phi châu tới hỏi tội. Minh Ly lấy sấp ảnh tự vẽ của Meilin ra dằn mặt Devon, đe dọa Devon không được tới gần Meilin. Khoảnh khắc vừa bị Bruce hiểu lầm, vừa bị đám bạn chọc, Meilin chỉ muốn tìm nút nguồn thoát game cho rồi. Tuy nhiên khi đối diện với mẹ, Meilin vẫn tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Cả đời ghét không ai biết, mới thích được 5 phút cả thế giới đều hay. Vì muốn làm vừa lòng mẹ, Meilin tự nhủ với bản thân không được để chuyện này xảy ra nữa. Đêm đó khi đang ngủ, Meilin nằm mơ thấy những thứ mình thích trở nên đáng sợ. Và từ trong bức tượng của Tôn Di, có hai linh hồn bay ra. Sáng hôm sau khi thức dậy, Meilin thấy mình đã biến thành gấu đỏ từ khi nào, lại còn vừa béo vừa hôi. Minh Ly nghe thấy tiếng hét nên gõ cửa hỏi thăm, tự tưởng tượng ra một đống chuyện, rồi cuối cùng chốt hạ luôn Meilin đã đến mùa hoa mẫu đơn nở. Meilin rối trí lớn giọng đuổi mẹ ra ngoài nhưng sau đó liền tự tém cái nết lại, thú nhận hiện giờ mình là con quái vật rậm lông. Sau khi Minh Ly trưng ra đầy đủ thuốc thang kèm cả đồ dùng, Meilin vẫn một mực muốn mẹ ra ngoài. Minh Ly từ từ giảng giải, muốn nhìn thấy Meilin nhưng đột nhiên nồi cháo bị cháy nên phải chạy ra dập khói. Meilin vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Meilin trở lại dạng người được một giây thì quay lại là con gấu đỏ tiếp. Sau khi tịnh tâm lại, Meilin trở thành người nhưng mái tóc thì trở nên đỏ rực. Là một người lớn trưởng thành, Meilin tự động viên bản thân sẽ giải quyết được. Sau khi trùm mũ che đi mái tóc đỏ của mình, Minh Ly đưa Meilin đến trường. Dù xoắn tới não rồi nhưng cô bé vẫn cố gắng trấn an mẹ. Vào trường cũng không ai quan tâm Meilin, chỉ có hội chị em tò mò vì sao Meilin đội mũ. Còn kể cho Meilin nghe Tyler đã đem câu chuyện hôm qua kể cho toàn trường nghe. Đột nhiên Carter đi ngang qua và Meilin bị dính vào con quỷ tình yêu. Xung quanh toàn là hình ảnh mà Tyler dán lên để chọc Meilin. Không biết thằng này tuổi gì mà lì như trâu. Còn Meilin khi tức lên thì bị biến đổi nên cô bé phải tìm cách chuồn đi. Miriam nhìn thấy hiện tượng lạ nên đi theo dò hỏi. Meilin chỉ chú tâm vào học và chắc chắn mình không sao. Cho đến khi Miriam nhắc Meilin rằng Minh Ly đang ở ngoài kia theo dõi. Meilin muốn sang chấn tâm lý trong lớp học, trong khi Minh Ly và bảo vệ tranh cãi ngoài kia, khiến cả lớp và thầy giáo cũng chạy ra hóng theo.
Chưa đủ drama nên Minh Ly còn đưa hẳn cái băng vệ sinh cho Mây Linh khiến con gấu đỏ bên trong cô bé thức tỉnh. Nhân lúc cả lớp đang bị ngộp khí, Mây Linh chạy ra ngoài. Minh Ly nhìn thấy hết và đuổi theo. Mây Linh chạy vào phòng vệ sinh, sau đó lao thẳng ra ngoài đường lớn. Minh Ly phóng xe đuổi theo con gái. Mọi người trên phố nhìn thấy Mây Linh đều hoảng sợ. Mây Linh cứ đi như vậy tới chỗ của Devon, sau đó bỏ chạy tiếp. Chạy dưới không được nên Mây Linh muốn trèo lên để trốn. Cái thang muốn bật ngửa ra luôn nhưng Mây Linh cũng leo lên được nóc nhà. Minh Ly tháo guốc tăng tốc hết sức để đuổi theo Mây Linh, cuối cùng đuổi theo được tới nhà. Vào trong thấy Mây Linh đang trùm chăn khóc hu hu, bố nhìn thấy cũng biết điểm đã đến. Hai người đành nói thật cho Mây Linh nghe. Tới đền, Minh Ly lật tấm tranh của Tôn Di lên và lấy ra một chiếc hộp. Ngày xưa Tôn Di có một mối liên kết thần bí với gấu trúc đỏ. Năm đó là thời chiến, Tôn Di phải ở lại bảo vệ mình và con gái. Rồi một hôm trong đêm trăng đỏ, ông trời đã biến điều ước của bà thành sự thật. Tôn Di đã chuyển lại năng lực cho con gái mình và những đời sau. Mây Linh tức giận cào tranh Tôn Di. Minh Ly đã từng trải qua nên bà biết cách giải thì Mây Linh mới dừng lại. Bấy lâu nay Minh Ly theo sát con gái là để phát hiện ra dấu hiệu sớm và có thể chuẩn bị. Vào mùa trăng đỏ tiếp theo, Mây Linh sẽ phải trải qua một nghi lễ để phong ấn linh hồn gấu đỏ vào một sợi dây chuyền và mọi thứ sẽ được hóa giải. Con gấu đỏ chính là phần tối trong mình, chỉ có một cơ hội để trục xuất nó và không được thất bại. Còn một tháng nữa, vào ngày 25 sẽ có trăng đỏ, cả nhà sẽ cùng chờ với Mây Linh. Căn phòng của Mây Linh giờ đây chỉ có nệm, cho đỡ bị phá tùm lum. Dây trước Jin Li mới an ủi Mây Linh màu đỏ là màu may mắn. Dây sau Mây Linh liền nghe thấy mẹ mình than thở, không được để ai nhìn thấy Mây Linh. Cô bé càng buồn nên biến hình CML. Ban ngày Mây Linh làm mọi thứ để không trở thành gấu đỏ. Đột nhiên hội chị em đến, một phần là để hỏi thăm, cái quan trọng nhất là thông báo Four Town sắp đến Toronto để lưu diễn. Chỉ có mình Miriam là khống chế được bản thân trước con gấu trúc siêu to khổng lồ mềm mịn này. Mây Linh đành kể cho các bạn nghe, giờ thân hình xấu xí thúi om thế này, đến mẹ còn không muốn gặp nói gì đến Four Town, nên Mây Linh nói chị em cứ đi xem tour mà không có mình trong nước mắt, sau đó lăn ra khóc to hơn. Ba đứa lên nhạc để giúp Mây Linh bình tĩnh lại, và Mây Linh trở thành người. Khi ở cùng bạn bè, cho dù có bị đánh Mây Linh tức giận đế mấy cũng không biến hình, họ nhận ra tình bạn giúp tém lại được con gấu đỏ bên trong. Nhưng Mây Linh giờ đây như quả bom hẹn giờ, không thể xin mẹ ra ngoài được. Miriam nói Mây Linh hãy chứng minh cho Minh Ly, thấy mình có thể kiểm soát được con gấu và sẽ được mẹ cho đi. Mới nhắc Minh Ly đã xuất hiện, Mây Linh liền đẩy chị em về và sẵn sàng test thử với bố mẹ. Cho dù bố mẹ có đưa ra thử thách thế nào, Mây Linh luôn nghĩ đến bạn bè và khống chế mọi thứ. Đến khi Jin Ly đưa ra một hộp mèo con, Mây Linh phải gồng hết sức để không biến hình. Nhìn thấy con gái có thể chế ngự được con gấu, Minh Ly đã hỏi bí quyết, và Mây Linh trả lời chỉ cần nghĩ đến những người mà mình yêu quý. Minh Ly nghe xong cảm động đậy vô cùng, tin vào lời nói dối của Mây Linh. Mây Linh bày hẳn một PPT để thuyết trình về tour diễn nhưng Minh Ly từ chối thẳng thừng, bình tĩnh ở nhà và ở trường là một chuyện, nhưng fan girl đi xem idol mà bình tĩnh được mới là chuyện lạ. Mây Linh thành khẩn chắp tay cầu xin, bà không hiểu vì sao Mây Linh lại muốn đi xem mấy thằng loi choi lấp lánh đến vậy. Mây Linh tưởng tượng mình quẩy tưng bừng trong concert, nhưng vẫn phải diễn giải với Mây Linh rằng mình muốn khai mở góc nhìn âm nhạc. Minh Ly vẫn nhất quyết không cho. Mây Linh bực muốn bốc khói nhưng vẫn giữ bình tĩnh và đồng ý. Khi Mây Linh đi qua, Minh Ly liền biết cô bé đang tỏ thái độ. Không biết con gái học cái ánh mắt đó từ đâu ra thì mẹ Minh Ly gọi đến. Bà ngoại đã biết chuyện Mây Linh biến thành gấu đỏ. Minh Ly vẫn tự tin mình giải quyết được, nhưng bà ngoại vẫn sẽ đưa quân tiếp viện tới giúp. Mây Linh kể cho chị em nghe buổi thuyết trình mình làm công phu thế nào, mà mẹ vẫn không cho đi. Mây Linh biết mẹ mình lo lắng nhưng đôi khi cũng hơi quá lố. Tyler được dịp chọc Mây Linh tiếp. Ây chết tiệt, cái thằng chết tiệt này, mày đang làm cái quái gì vậy hả? Mây Linh dồn cục tức ném cho Tyler một quả bóng xuyên lục địa và cái kết bị đuổi khỏi sân. Mây Linh cảm thấy cả cuộc đời mình đã cố gắng trở nên hoàn hảo rồi, mà người lớn còn không tin thì ngoan để làm gì nữa. Nổi dây lên chị em. Cả hội sẽ giả vờ sang nhà Miriam tổ chức tiệc ngủ. Bây giờ chỉ cần kiếm tiền mua vé nữa là xong. Abby nghĩ hoài không ra nên cần vitamin gấu đỏ cho thông não. Không ngờ một nhóm khác vào nhà vệ sinh và chứng kiến tất cả. Tưởng mấy đứa này sẽ la làng lên các thứ, mà không ngờ cũng đam mê mấy thứ dễ thương. Sẵn sàng bỏ tiền bỏ thận ra để được gặp gấu đỏ. Hội chị em kiểu thần tài tới mấy đứa ơi. Cả đám nhanh chóng lên kế hoạch kiếm tiền để đi đua idol. Cần phải kiếm được 800 đô cho 4 tấm vé. Đầu tiên vô hiệu hóa được Minh Ly, xin ở lại học thêm và được chấp nhận. Bước 2, truyền thông tin đến mấy đứa cùng gấu đỏ và moi sạch tiền của chúng. Hội chị em còn mở hẳn một buổi fan meeting giao lưu chụp hình các thứ. Những hoạt động sau giờ học của Mây Linh làm Minh Ly cảm thấy cô đơn khi không có con gái trong đền giúp. Chiến dịch kiếm tiền ngày càng được nâng cao, có cả quà lưu niệm mang về.
Đến cả Tyler cũng muốn vào nhưng Sukarna bị cấm cửa. Minh Ly xuất hiện bất ngờ cũng không phát hiện ra. Khi về nhà, Maylin vẫn tỏ ra ngoan ngoãn như bình thường. Cả trường giờ đây nhìn đâu cũng thấy fan cuồng của gấu đỏ. Hội chị em làm quà lưu niệm không kịp thở. Maylin gấp rút muốn làm cho nhanh vì còn thiếu 100 đô, nhưng đám bạn đã trẹo cột sống từ lâu rồi. Nhìn thấy Maylin sốt ruột, Miriam khuyên bạn nên nghỉ ngơi ngắm trai đẹp cho khỏe. Đang thả thính trai các thứ thì Tyler muốn nói chuyện với Maylin, nếu không thì sẽ mách Minh Ly việc Maylin khoe con gấu khắp trường. Maylin nghe vậy nổi cáo biến hình thì bị Tyler đe dọa ngược lại. Tyler chỉ nhờ Maylin đến buổi tiệc sinh nhật mình để lôi kéo bạn bè tới, còn đồng ý trả 200 đô trong chớp mắt khiến hội chị em nghi ngờ. Nhưng Maylin vẫn đồng ý làm. Maylin nói mình đi học thêm, nghĩ ra đủ thứ lý do để không cho Minh Ly đi cùng mình, nhưng bà vẫn kiên quyết đi tới cùng. Maylin đành nói thẳng không muốn bà đi, thì bốn bà dì xuất hiện, xong đến lượt bà ngoại xuất hiện, tất cả đều muốn giúp Maylin vượt qua nghi lễ. Ở nhà Tyler, gần 8 giờ rồi mà không thấy Maylin nên ai cũng ngồi bất động. Maylin hiện giờ đang bị bốn bà dì thồn vào họng quá trời đồ ăn, không ai tin Maylin có thể kiểm chế được con gấu trúc bên trong, vì cô bé còn quá nhỏ. Nhưng Minh Ly chắc nịch Maylin hoàn toàn kiểm soát tốt bằng cách nghĩ về tình yêu của mẹ. Maylin đành tìm cớ lánh mặt đi để đến buổi tiệc. Set up xong hết rồi chuẩn bị trèo ra ngoài thì bị bà ngoại gọi. Bà tìm được túm lông gấu và biết Maylin không giỏi kiểm soát con gấu bên trong, nhưng nếu cứ thoải mái thả con gấu ra như vậy thì sẽ dễ bị ràng buộc với nó, và nghi lễ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Minh Ly và bà ngoại đã từng rất thân thiết nhưng bị con gấu phá hỏng mối quan hệ, nên bà cũng không muốn Maylin giống vậy. Giải pháp duy nhất là không được thả con gấu ra nữa. Tại buổi tiệc, hội chị em vẫn cố kéo dài thời gian chờ Maylin đến. Ngay lúc mọi người chuẩn bị về thì Maylin xuất hiện, có điều xuất hiện trong bộ đồ mascot chứ không phải gấu đỏ thật. Tyler muốn hủy kèo, Maylin đành nói thật cho hội chị em biết mình không thể biến hình được nữa, đồng nghĩa với việc không còn tiền. Nhìn chị em thi nhau ở nhà để ba người còn lại có thể đi, và chuyến đu idol này có thể bị hủy luôn. Maylin quyết định sẽ biến hình lần cuối cùng. Gấu đỏ quẩy nhiệt tình trong buổi tiệc, fan service hết mình. Bốn bà dì và bà ngoại quyết định ra khách sạn ngủ. Trước khi đi, bà ngoại dặn Minh Ly theo sát Maylin để giúp đỡ. Sau khi tiễn mọi người, Minh Ly vào phòng kiểm tra Maylin, vô tình đạp phải khung hình dưới đất và phát hiện ra mọi thứ dưới gầm giường, kể cả việc Maylin đã đi đâu mất tiêu. Hội chị em đang nằm trên nóc nhà và tưởng tượng đến buổi đu idol ngày mai. Miriam hỏi Maylin nếu không làm nghi lễ và giữ con gấu lại thì sao, vì cho tới giờ Maylin trở nên nổi loạn và ngầu hơn lúc làm con ngoan nhà người ta với hàng điểm đỏ thẳng tắp. Nhưng mà Maylin không thể như vậy mãi, vì cả nhà mà biết chắc sốc ngất mất. Hội chị em hiểu điều này và hy vọng Maylin đừng bỏ hết mọi thứ. Chưa vui vẻ được bao lâu thì đài thông báo For Tour sẽ đến tổ chức concert vào ngày 25, đúng ngày mà Maylin phải làm nghi lễ. Abby đọc sai tên nên đã nhầm luôn cả ngày tổ chức. Maylin hoảng đến mức biến hình. Cả nhóm đã đi đến được bước này rồi không thể bỏ được. Tyler lại thêm dầu vào lửa, muốn Maylin chơi thêm với cả đám khiến cô bực mình, không thèm làm theo kèo để lấy tiền. Maylin muốn bỏ đi thì Tyler lại nói lời động chạm đến gia đình khiến Maylin không nhịn được quay sang tấn công Tyler. Minh Ly đến và nhìn thấy mọi chuyện, Tyler bật mốt nạn nhân cầu xin Maylin tha cho mình. Bố mẹ Tyler về và mắng vốn Minh Ly. Tiệc tàn, Minh Ly quay sang trách cứ hội chị em đã lợi dụng Maylin và tiêm nhiễm mấy thứ xấu xa nên Maylin bây giờ mới trở nên như này. Hội chị em muốn Maylin nói rõ mọi chuyện, nhưng Maylin chỉ chọn cách im lặng rồi rời đi. Ba đứa bạn cũng cạn lời với Maylin, hội chị em đi mua ba vé để xem. Trong khi Maylin ở nhà ăn tối với gia đình, ánh sáng từ Sky Dome chiếu lên khiến Maylin tiếc nuối. Trong khi bà ngoại thấy bốn chùm như vậy thì xui, sắp đến giờ thực hiện nghi lễ, trăng đỏ cũng đã xuất hiện. Maylin vào trong để chuẩn bị, Jin Lee phụ mọi người dọn dẹp, thì ông tìm được camera ghi lại toàn bộ cảnh hội chị em vui đùa với nhau, nên mang vào nói chuyện với Maylin và kể cho Maylin nghe về con gấu đỏ của Minh Ly. Nó vốn dĩ rất mạnh và khó tàn phá, suýt chút nữa đánh sập ngôi đền này. Jin Lee nhìn thấy nó một lần khi vợ và mẹ vợ có một cuộc đại chiến vô cùng lớn vì mình. Bà ngoại không muốn con gái cưới Jin Lee. Khi thấy hình ảnh đó, Jin Lee thấy bà xã em number one. Nhưng Maylin lại thấy bản thân mình chỉ là quái vật. Jin Lee khuyên con gái ai cũng có những góc cạnh riêng. Vấn đề không phải là đẩy những thứ tồi tệ đi mà là nhường chỗ cho chúng và sống chung với chúng. Đến giờ làm lễ, Maylin quỳ giữa vòng tròn. Mọi người bắt đầu hát, ông gao tốt bụng dịch dùng Maylin. Cánh cửa sẽ chỉ mở ra khi chúng ta hát từ trái tim mình. Maylin bắt đầu tập trung vào giọng hát, mặt trăng đỏ xuất hiện, vòng tròn sáng lên, mọi người hát càng lớn. Maylin bắt đầu lơ lửng, ông gao làm phép để trả lại linh hồn gấu trúc đỏ về lại cội nguồn. Maylin nhìn thấy mình đang ở trong một rừng trúc, Tôn Di xuất hiện và cho Maylin nhìn thấy con người thật của mình đang ở trong gương. Khi Maylin đang cố gắng tách con gấu đỏ ra khỏi mình, thì cô bé lại trở nên mâu thuẫn, nhớ tới những cảm xúc khi biến hình của mình. Maylin quyết định giữ lại con gấu đỏ. Nghi lễ thất bại nhưng Maylin thấy vui khi vẫn còn con gấu.
Minh Ly muốn làm lại nghi lễ nhưng Mây Linh uy tín muốn giữ lại con gấu. Mây Linh muốn đi đu idol nhưng bị giữ lại. Mây Linh vận nội công hất tung mọi người khiến Minh Ly té sấp mặt, dây chuyền giữ linh hồn gấu cũng bị đập. Mây Linh bỏ đi, mọi người túm lại nói với Minh Mây Linh đang mất kiểm soát, mặt dây chuyền bể nát, linh hồn con gấu thoát ra và nhập lại vào Minh. Mây Linh túm cái váy lên chạy cho lẹ để đến kịp buổi concert. Nhờ skill bay nhảy mà có thể vào xem mà không cần mua vé, Mây Linh hạ cánh ngay cạnh hội chị em. Xin lỗi vì giờ mới nhận ra bạn bè quan trọng hơn cả sự chấp thuận của mẹ mình. Sau khi chân thành nhận lỗi nhưng Miriam vẫn không tha thứ cho Mây Linh. Đột nhiên đứa con của Mây Linh rung lên. Mây Linh mới biết Miriam vẫn luôn chăm sóc nó từ khi cô đánh rơi ở nhà Tyler. Hội chị em làm lành, phát hiện con Tyler cũng đi concert, là fan ngầm của các oppa nhưng không dám nhận. Giờ đây Mây Linh chẳng sợ gì nữa kể cả mẹ mình mà không ngờ rằng, Minh đã biến thành siêu to khổng lồ và đi tới concert. Đèn tắt, các oppa xuất hiện khiến 5 con fan girl bấn loạn, chạy lại muốn chạm tay idol. Chuẩn bị chạm được rồi thì Minh Ly xuất hiện, người ta còn tưởng là kỹ xảo thêm vào cho đặc biệt. 5 ông idol sợ teo, bay giữa không trung nhìn Minh Ly giận dữ tìm Mây Linh. Minh Ly phát luôn sâu diễn. Jin Ly tìm được Mây Linh, nói mẹ bị điên rồi, phải làm lại nghi lễ. Minh bắt được Mây Linh trong khi mọi người cố gắng nói Minh đừng hại Mây Linh. Minh sôi máu phá luôn sân khấu, Minh vẫn không tin Mây Linh lại trở nên như thế này, để chứng minh Mây Linh biến hình và cắn Minh. Mây Linh nói ra hết mọi chuyện đều là ý của mình, từ việc kiếm tiền, đi sinh nhật Tyler, mê trai, nhưng Minh không chấp nhận. Bà ngoại nói Mây Linh giữ chân Minh để thực hiện nghi lễ, ông Gao tìm chỗ cao hơn để phong ấn con này lại. Mây Linh bày ra mấy trò mà Minh cực kỳ ghét để chọc tức mẹ, các dì đang bắt đầu hát để làm lễ nhưng mà hát nhỏ quá không ai nghe. Minh thấy Mây Linh nhảy mấy động tác nổi cả da gấu lên thì quay mặt đi chỗ khác, đuôi của bà phá tan hết mọi thứ. Mây Linh lợi dụng cơ hội chạy lên đối mặt với Minh, Minh từng là đứa con ngoan. Đặt gia đình lên hàng đầu nhưng Mây Linh quyết tâm không giống mẹ mình. Sau đó húc Minh ngã xuống lệch vòng tròn. Thấy mẹ xỉu ngang Mây Linh cũng lo, nhưng mặt trời đỏ sắp hết, bà ngoại liền đập vỡ vòng tay, triệu hồi linh hồn gấu nhập vào mình và đến kéo phụ. Các dì cũng làm theo, một đại gia đình gấu đỏ cố hết sức đẩy Minh vào vòng tròn. Mọi người vừa hát vừa kéo Minh vào vòng tròn, thêm tí beatbox của hội chị em và được cả các oppa hát bè cho giúp vòng tròn được kích hoạt. Mây Linh lại lạc vào rừng trúc, đi theo tiếng khóc tìm thấy Minh lúc trẻ. Ngày xưa Minh cũng tức giận và từng tổn thương bà ngoại vì đã quá chán nản khi phải cứ tỏ ra hoàn hảo. Mây Linh dẫn mẹ đi con đường dài, đến chỗ tấm gương. Bà ngoại cũng hiểu ra, từng người đi trục xuất linh hồn gấu trong mình ra. Minh vẫn muốn Mây Linh đi theo mình nhưng lần này Mây Linh đã tìm ra bản thân mình, nhưng cũng sợ sẽ khiến hai mẹ con trở nên xa cách. Mình biết Mây Linh vì muốn làm mọi người hài lòng nên đã khắt khe với bản thân. Nếu Minh xin lỗi nếu như mình đã dạy điều đó cho con gái. Trước khi chốt kèo Mây Linh hỏi Tôn Di lần nữa cho chắc, được Tôn Di đưa đi dạo một vòng thay cho câu trả lời. Sau mọi việc, người ta vẫn hay nhắc về sự cố thảm họa gấu trúc năm 2002, còn Mây Linh và Minh thì gọi đó là cơn đau dậy thì. Minh giờ đây cũng đu theo Mây Linh nuôi mấy con thú điện tử, giờ đây Mây Linh không còn che giấu con gấu đỏ nữa, mà công khai nó cho khách tham quan xem luôn. Jin trở thành hướng dẫn viên trong đền, và mọi người dùng luôn hình ảnh của gấu đỏ để quảng bá và kiếm tiền xây lại Sky Dome. Đang giữa giờ làm nhưng hội chị em rủ đi Kara cũng chốt kèo ngay và luôn. Minh đồng ý cho Mây Linh đi chơi và còn rủ hội chị em về nhà ăn cơm. Cả Mây Linh và Minh giờ đây đều thực sự trưởng thành, biết mình là ai và không sẽ không để bất cứ điều gì kìm nén bản thân nữa.